Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ bắn với Tâm Phạm 2511. Anh Tâm này là một cao thủ Free Fire, đã từng chiến đấu như là một vị thần. Nhảy xuống thung lũng đi Tâm ơi. Đây nè. Anh Tâm này có một cái khả năng phản xạ rất là nhanh, nên là mình đánh giá cao anh Tâm này. Anh Tâm chào mọi người đi anh Tâm ơi. Chào nhé. Để coi xuống coi kiếm coi có bộ combo nào không. Có, hình như không có súng rồi. Đầu xanh cái nóc nhà này nghèo rồi. Có. Ok. Rồi thêm một bộ combo mới rồi. Có ai ở đây không ta? Mọi người thấy bộ đồ của mình đẹp không? Bộ đồ giá trị lắm á. Đồ xong chưa Tâm ơi? Mọi người nhớ đăng ký kênh của Đây đây. mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nhé. Đồ xong chưa, đi xăng nè. Xăng nè. Không có tiểu liên hả? Nghèo ơi, nghèo dữ. Nhìn xung quanh coi có thằng nào không nha. Mọi người ơi, mọi người thích chiếc xe nào nhất nào? Mình cảm thấy chiếc xe này, lấy chiếc xe xanh đi cho nhanh đi. Xe này chạy quải quá. Rồi ok. Có chiếc xe xanh. Chạy khá là. Ui cái gì vậy? Ui. Cái gì vậy? Bên Mất... Tóc biến như thần nhá. Đội xanh đâu má. Sao cái khu vực này nó buồn hiu buồn khô quạnh quá ha. Không có thằng nào hết là sao? Còn bốn mấy thằng là mà. Nào. Cho một cái tín hiệu vào xe đi. Có ai không? Đậu phộng nó không thấy cho một tín hiệu nào hết. Khu vậy mà không có ai. Kỳ ta. Có ai không? Thấy có ai không? Nào các bạn ơi, cho một tín hiệu vào xe đi nào. Đậu phòng không có thằng nào lảng vảng khu vực này hết trời, còn 40 đứa lận mà. Hôm nay là cái ngày gì rồi? Đừng nhảy xuống xe nha cha. Bắn vào tường không à. Còn thằng bồ nó nữa đó nha, chạy đi. Còn thằng bồ, à thằng bồ nó kìa. Đậu xanh bom. Trời ơi, nó bắn thấm quá. Hay quá, nó bắn hết sọt luôn mà không có nón á. Kiếm kiếm cái thằng vừa chết á, cái thằng vừa chết rồi nãy á, bên kia kìa. Rồi có máu á, máu đây nè.
Đó, quất đi. Húp máng, vét máng đi. Đầu phòng xém chút nữa là đi toi rồi. Mọi người thấy mình bắn ghê không? Ghê thì cho một like đi nha. Rồi, tôi 6 bình máu rồi. Cần đạn tiểu liên thôi, lấy sọc luôn đi. Rồi, lên đường. Lên xe đi cha. Lấy đi đi kiếm chiếc xe nào mà còn máu. Xe này cùn quá. Nào, có ai không? Đống gỗ huyền thoại đây. Ông có thấy chạy xuyên đống gỗ không? Thật là phi thường. Nè, trình tổ lái nè. Đậu xanh. Coi 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 kẹt xe một cái chết bà luôn nè. Hèn quá. Coi trình tổ lái nè. Lên. À, cái này giống như hắc chạy chạy leo tường vậy ha. Nào, có thằng trong đây. Có thằng trong đây nè. Chạy đâu? Nó chạy lên trên rồi. Dí. Đúng rồi, hay quá. Đấy, đây, khỏi bắn nữa. Khỏi bắn. Đầu xanh khỏi bắn mà. Ui, K98, chạy đi, chạy vô trong đi. Chạy đi. Rồi, cứu. Hay quá. Nó trên đồi á nha. Thấy chưa? Góc cây hướng 300. Rồi, ok, góc cây hướng 300. Ok, tôi lên nè. Còn á nha. Con. Hay quá. Ok. Có máu không? Tôi cho bình nè. Đó. Đầu phòng 100 viên sập rừng. Đi thôi. Không có ai trong nhà này hết á.
vòng vòng đi săn đi. Chết thôi, chết chơi ván mới. Ấy ơi ơi, thấy. Trên nóc nhà. Hay quá, hai thằng luôn. Lầy. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nhé. Máu đây nè. Wow. Máu nhiều lắm. Tôi quăng bom chết hai thằng luôn á. Tiếp tục nè. Ông đâu rồi? Đi thôi. Ấy kẹt nút. Đậu xanh đó. Ui cái gì vậy? Ông lắc hả? Bo đây nghi vấn là cái nhà này đây. Ơi, cúi xuống để tôi nhảy lên cái tủ này hả? Cúi xuống. Không, cúi xuống ngay cái tủ này nè, À, khó quá, khó nhảy quá. Bên đây đi. Đậu xanh. Rồi, bo ngay nhà này chắc luôn rồi. Coi trên đồi thôi. Nhà này dễ thấy lắm nha. Dễ bị phát hiện lắm á. Đậu xanh. Canh thính. Hay đi săn đi ha. Nấp chán quá à. Rồi đi săn, đi ngoài bo săn đi. Có ai chạy bo không? Không có. Nào, cố gắng lấy top nào. À, đây, hai thằng nè. Một thằng nằm rồi. Từ nha. Rồi ok, chạy. Lát quá. Rồi mất con mấy giọt. Chạy bo đi. Chạy bo sau đi. Chạy xuống đây. Tôi bật nhiều phần mềm quá nên lag quá.
nào quay rồi ghi âm đủ các kiểu. À, dưới 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 kẹt nút kẹt nút kẹt nút. Chạy chạy theo tôi, chạy theo tôi. Đó đó. Dưới 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 luôn. Hay quá, rồi ok. Còn trên nữa nha. Nó nằm ở phía trên đó. Chạy tới cây trụ điện được không? Còn 7 thằng nữa nha. Từ từ rồi chạy nha. Đợi bo coi bo ở đâu nè. Khoan khoan. À nó kìa nó kìa. Chạy lên cây trụ điện đi. Bơm máu đi. Đậu phộng nữa. Đậu phộng nó không được rồi, không được rồi, không được rồi. Không ổn rồi đại vương ơi. Chạy. Chạy là thượng sách. Anh nghe đâu. Không được rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Kiểu này chết chắc rồi. Còn hai thằng lận. Hay quá. Cảm ơn mọi người đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Ok, như vậy là đã lấy top được rồi. Video quá là hay rồi đúng không các bạn?